Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức trên kênh Bản tin 24 giờ. Hãy dành ra 10 phút mỗi ngày để theo dõi những bản tin của chúng tôi. Còn ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Xin chào các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, Bản tin 24 giờ xin tiếp tục chuyển đến quý vị khán giả những tin tức mới nhất về diễn biến đợt lũ thứ 3 trên sông Trường Giang của Trung Quốc. Bên cạnh đó thì thông tin về an nguy của đập thủy điện Tam Hiệp trước đợt lũ này. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các tin tức chính ngay sau đây. Diễn biến đợt lũ thứ 2 trên sông Trường Giang, đập Tam Hiệp xả lũ, trận lũ thứ 2. Đập Tam Hiệp vẫn an toàn, đập Tam Hiệp được yêu cầu trữ thêm nước lũ. Trung Quốc cảnh báo đợt lũ tồi tệ nhất trên sông Trường Giang vẫn chưa tới. Thưa quý vị và các bạn, đợt lũ thứ 2 trên sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử tràn về vào 2 ngày trước đã khiến cho 5 người bị thiệt mạng và 1 người mất tích ở tỉnh Hồ Bắc, nơi đập Tam Hiệp được xây dựng. Theo Tân Hoa xã, tình hình mưa lớn đã ảnh hưởng đến hơn 160.000 người dân ở thành phố Ân Thi của Hồ Bắc và khiến cho hơn 60.000 người phải rời bỏ nhà cửa của mình. Chính quyền Ân Thi đã nâng phản ứng đối phó với lũ lụt lên cấp 1, cấp cao nhất. Hệ thống giao thông, điện lưới, nước và truyền thông liên lạc ở Ân Thi đang được gấp rút khôi phục. Dự báo đến 14 giờ chiều ngày mai theo giờ địa phương, lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp có thể lên tới 60.000 mét khối trên giây. Mực nước tại nhiều nhánh sông phụ cận của Trường Giang cũng vượt quá mức nước cảnh báo lũ trên 2 mét. Trước đó vào 10 giờ ngày hôm qua theo giờ địa phương, mực nước tại trạm từ khí khẩu Trùng Khánh trên con sông Gia Lăng, một nhánh của sông Trường Giang đã vượt 3 mét so với cảnh báo lũ. Hàng chục ngôi nhà ở những nơi thấp nhất dọc bờ sông bị ngập lụt. Chính quyền Trùng Khánh tạm thời ra lệnh cấm bơi lội, vận tải trên sông Gia Lăng. Ở tỉnh An Huy, tình hình kiểm soát lũ lụt cũng được đánh giá là rất khó khăn. An Huy có tổng cộng 35 con sông, bao gồm cả sông Trường Giang và sông Hoài Hà. Từ ngày đầu tháng, mưa lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 80 quận trên địa bàn tỉnh An Huy, tác động đến đời sống của gần 4 triệu người, khiến cho 664.000 người phải sơ tán. Thống kê cho thấy, hơn 480.000 ha hoa màu ở An Huy bị thiệt hại. Để bảo vệ tính mạng và tài sản, chính quyền An Huy đã huy động 187.000 người làm nhiệm vụ tuần tra, gia cố đê trên các con sông. Hơn 2.500 tình huống nguy hiểm đã được xử lý ở Trùng Khánh. Cơ quan kiểm soát lũ địa phương cho hay đến 4 giờ chiều ngày hôm qua, khoảng 4.343 người đã được sơ tán. Khoảng 746 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 243 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 34 triệu đô la Mỹ. Trận lụt thứ 3 ở sông Trường Giang đã đi qua Trùng Khánh vào ngày hôm qua và lúc 6 giờ 40 chiều, nước tại trạm thủy văn Cung Tan đã cao hơn 1,45 mét so với mức nước cảnh báo, nhưng từ từ rút xuống. Chính quyền thành phố đã áp đặt các biện pháp kiểm soát giao thông tạm thời ở các khu vực thuộc thượng nguồn sông Trường Giang vào 2 ngày trước đó để đảm bảo an toàn giao thông trên sông. Vào ngày hôm qua, các nhà chức trách của Trung Quốc tăng cường tuần tra đê và cống xung quanh sông Trường Giang, sông Hoài và Hồ Thái Hồ để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống lũ lụt. Văn phòng Cơ quan Phòng chống lụt bão và hạn hán Trung Quốc kêu gọi nỗ lực lập kế hoạch tuần tra chi tiết và thực hiện các cuộc tuần tra 24 trên 24 giờ trên các đê và cống chính bao quanh sông và hồ. Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết sẽ tiếp tục điều động lực lượng cứu hộ và phân bổ nguồn cung cấp cho các vùng bị lũ lụt để cứu trợ thiên tai. Trước đó, Bộ Quản lý Khẩn cấp, Bộ Tài chính đã dành 30 triệu nhân dân tệ, khoảng 4,28 triệu đô la Mỹ cho các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp ở Hồ Bắc. Tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Từ 2 ngày nay, đập Tam Hiệp đã có 9 lần điều chỉnh mức xả lũ. Trước đó, mực nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp ở mức 158,56 m, khả năng trữ lũ là 14,1 tỷ mét khối. Ngày hôm nay thì tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị vận hành đập Tam Hiệp khẳng định rằng con đập lớn nhất của Trung Quốc này vẫn đang an toàn trước đợt lũ thứ 2 trên sông Trường Giang. Theo tờ China Daily dẫn lời đại diện tập đoàn Tam Hiệp tuyên bố, hiện tại đập Tam Hiệp đang hoạt động trong tình trạng tốt, không có biến dạng hoặc rủi ro khác và con đập không dễ vỡ như một số người nghĩ. Giám sát an toàn là một phần của dự án. Các thiết bị giám sát đã được lắp đặt trong đập vào cuối năm 1994 để đo lường tình trạng hoạt động của đập một cách kịp thời và chính xác. Khoảng 12.000 thiết bị đã được lắp đặt, bao gồm ở các tòa nhà, nền móng và sườn dốc để theo dõi sự biến dạng, rò rỉ, áp lực rò rỉ, động đất mạnh và tình huống khác. Bên cạnh đó, khi trả lời nghi vấn việc xả nước liên tục từ hồ chứa Tam Hiệp năm nay làm trầm trọng thêm lũ lụt ở giữa và hạ lưu sông Trường Giang, đại diện tập đoàn cho biết, xả lũ không có nghĩa là hồ chứa không đóng vai trò kiểm soát lũ. Ví dụ dòng chảy của hồ chứa Tam Hiệp đạt 53.000 mét khối mỗi giây. Theo lệnh chỉ đạo từ Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi, khối lượng xả phải được kiểm soát ở mức 35.000 mét khối mỗi giây. Vào thời điểm đó, 34 tổ máy của nhà máy thủy điện Tam Hiệp hoạt động hết công suất với lưu lượng khoảng 31.000 mét khối mỗi giây. Dòng chảy còn lại là 4.000 mét khối mỗi giây được xả qua đập tràn. Mặc dù việc xả lũ đang được tiến hành, nhưng tổng lưu lượng 35.000 mét khối mỗi giây nhỏ hơn dòng chảy 53.000 mét khối mỗi giây. Có nghĩa là dự án vẫn đóng vai trò kiểm soát lũ. Theo Global Times, mực nước của hồ chứa Tam Hiệp tăng nhanh khi đợt xả lũ thứ hai trong năm xuất hiện ở sông Trường Giang vào chiều qua. Mực nước dâng cao tại các dòng chính, phía thượng nguồn.
Tới 14 giờ chiều ngày hôm qua, hồ chứa ghi nhận lưu lượng dòng chảy tới 50.000 mét khối trên giây, đạt 60.000 mét khối mỗi giây vào tối cùng ngày và trong ngày hôm nay. Nhà chức trách Trung Quốc hôm nay đã đưa ra cảnh báo đỉnh lũ mới có thể diễn ra trên sông Trường Giang trong tương lai gần và yêu cầu hồ chứa đập Tam Hiệp phải dành đủ không gian để tích trữ lũ. Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Ngạc Tiến Bình hôm qua cảnh báo các ban ngành liên quan cần phối hợp với cơ quan quản lý hồ chứa đập Tam Hiệp trong việc xả lũ xo lè từ thượng nguồn sông Trường Giang, các con sông khác, đảm bảo mực nước trong hồ chứa không được quá cao nhằm tạo không gian cho những trận lũ lớn có thể xảy ra, đồng thời đảm bảo an toàn cho các tuyến đê ở hạ lưu. Hồi giữa tháng đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả lũ khi mực nước trong hồ chứa ở phía sau con đập khổng lồ dâng cao trên 15 mét so với mực nước lũ. Trung Quốc hàng năm đều hứng chịu lũ lụt, đặc biệt tại khu vực miền Trung và miền Nam. Song các trận lũ năm nay lớn hơn bình thường và gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Giới chức Trung Quốc đã chi gần 86 tỷ đô la Mỹ cho việc khắc phục thiệt hại cho các tỉnh Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam và thành phố Trùng Khánh. Song thiệt hại có thể lên tới 12 tỷ đô la Mỹ. Mực nước tại 430 con sông ở Trung Quốc đạt mức nguy hiểm kể từ tháng trước. Trong đó 33 con sông đạt mức nước kỷ lục. Trường Giang hay sông Dương Tử là con sông dài nhất ở châu Á và đứng thứ 3 trên thế giới sau sông Nin ở châu Phi. Sông Amazon ở Nam Mỹ, Trường Giang dài khoảng 6.385 km, bắt nguồn từ phía Tây của Trung Quốc, chảy về phía Đông, đổ ra biển Hoa Đông. Chính quyền Trung Quốc vừa đưa ra cảnh báo rằng đợt lũ tồi tệ nhất trên lưu vực sông Trường Giang vẫn chưa tới và giới chức có thể sẽ phải di tản thêm hàng triệu người. Theo Bloomberg dẫn thông báo của Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, tình hình kiểm soát lũ lụt là rất nghiêm trọng, đỉnh lũ có thể xuất hiện vào thời gian tới. Bộ trưởng Thủy lợi Trung Quốc cũng cảnh báo về tình trạng lở đất, sạt lở đất có thể xảy ra ở miền Bắc của Trung Quốc, bao gồm khu vực Nội Mông và Hà Bắc, cũng như kêu gọi chính quyền các địa phương có biện pháp đề phòng mưa lớn trong khu vực. Cơ quan khí tượng quốc gia đã dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trong 3 ngày tới tại các tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc như Trùng Khánh, Quỳ Châu, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô. Hồ chứa Tam Hiệp trong những ngày tới được dự báo sẽ phải đón nhận lưu lượng nước đổ về lên tới 60.000 mét khối trên giây. Mực nước hiện tại được ghi nhận trong ngày hôm qua là 159,46 m, thấp hơn so với mức 164,18 m một tuần trước. Hồ được thiết kế với mực nước tối đa là 175 m. Kính thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ mạng lưới địa chấn Trung Quốc, một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã xảy ra vào sáng thứ năm vừa qua ở Tajikistan, gần biên giới khu tự trị Tân Cương của nước này. Kết quả đo được của mạng lưới địa chấn Trung Quốc cho thấy, vào lúc 8 giờ 37 ngày thứ năm giờ địa phương, một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã xảy ra ở Tajikistan với độ sâu chấn tiêu 10 km. Tiếp đó vào lúc 8 giờ 55 và 8 giờ 57 cùng ngày, hai trận động đất khác mạnh 4,8 độ và 4,5 độ cũng xảy ra ở Tajikistan với độ sâu tâm chấn 10 km. Khu vực xảy ra động đất nằm cách biên giới giữa Tajikistan và Trung Quốc khoảng 82 km. Trận động đất đã gây ra chấn động mạnh ở vùng Kashgar, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ của Tân Cương, Trung Quốc. Những tin chính vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.